Thưa quý vị, năm học 2021-2022, các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, các khối lớp 1, lớp 2, lớp 6, những khối lớp dạy học theo chương trình mới vẫn chưa thể đến trường suốt học kỳ 1 vừa qua. Vì vậy, đội ngũ giáo viên càng phải nỗ lực sáng tạo trong công tác dạy học trực tuyến. Là năm thứ 2 triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, các giáo viên lớp 1 tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã phát huy tính chủ động trong bài giảng của mình. Tuy học sinh lớp 1 chưa thể trực tiếp đến trường là một khó khăn rất lớn khi các em chưa có thời gian thích ứng làm quen với bậc học mới, nhưng bằng những phương pháp dạy học sáng tạo, thu hút, kết thúc học kỳ 1, đa số học sinh đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về kiến thức. So với mỗi năm thì mình thấy các em đọc tốt. Vì cái chương trình này là chương trình mới hoàn toàn, nhưng mà các em học online như thế này là đọc rất là tốt. Và đặc biệt là cái ở đây là cái tính tự học của mấy em được nâng lên rất là nhiều trong cái học kỳ này. Thời gian qua, bên cạnh chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cũng đã tích cực tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên về triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phương pháp, kỹ thuật dạy học trực tuyến, chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, duy trì hiệu quả tổ giáo viên cốt cán hỗ trợ giáo viên. Thì thông qua những cái lớp học này á, thì giáo viên chúng tôi á, có thể là tiếp cận với lại cái chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, hướng dẫn rất là cụ thể cái việc là xây dựng kế hoạch bài dạy cũng như các phương pháp dạy học, rồi các phần tổ chức kiểm tra đánh giá theo cái năng lực phẩm chất của học sinh. Điểm thay đổi trong chương trình giáo dục phổ thông mới là việc tổ chức hoạt động dạy học sáng tạo để học sinh tìm tòi, khám phá và chiếm lĩnh tri thức. Tuy chưa thể đến trường để trực tiếp dạy học, nhưng thông qua sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, giáo viên cũng đã chủ động tạo tương tác với học sinh để khơi gợi tinh thần học tập và tính tự học của mỗi học sinh. Khi mà chúng tôi dạy học trực tuyến thì tôi có thể sử dụng một số cái trò chơi tương tác online. Và những cái trò chơi này nó vẫn có thể là khơi gợi được cái sự thu hút đối với học sinh. Tuy nhiên, việc học sinh không thể đến trường trong một thời gian dài cũng đã khiến chương trình giáo dục phổ thông mới chưa phát huy được hết hiệu quả, thiếu các hoạt động thực hành, giáo viên bị hạn chế phương pháp trao đổi với học sinh. Vì vậy, việc đưa ra lộ trình sớm mở cửa trường học thích ứng an toàn với dịch bệnh là vấn đề quan trọng cần sớm được triển khai để đảm bảo chất lượng dạy và học.